بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Thì cái trận Uhud từng rồi chúng ta nghe đó là cái thất bại thuộc về phe Islam. Thì sau khi mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam chôn cất hết những người đã shahid hy sinh ở Uhud, và sau đó Nabi cùng với mọi người kéo về Madina, rút quân về Madina, thì về với cái tâm trạng thiểu não và bị thương trên người, là hầu như những người còn lại, tất cả họ hầu như là ai cũng có thương tích trên người hết. Và họ trở về nhà với sự đau đớn về thể xác và thất bại, đau đớn về cái tâm hồn, làm cho họ rất là buồn, và Nabi sallallahu alaihi wasallam cũng rất là buồn. Khi mà về tới nhà thì Nabi đã giao kiếm cho con gái của người là Fatima và bảo Fatima hãy gửi kiếm cho Nabi, và Nabi nói ngày hôm nay là ngày làm cho ta rất là buồn. Và sau đó qua đêm, qua ngủ lại đêm đó, và qua đêm sau sáng đến thì Nabi sallallahu alaihi wasallam tập trung lực lượng cho lại. Nabi mới nói ngày hôm nay chúng ta phải tập trung cho lại, ứng chiến thêm một lần nữa với Quraysh, nghe là nghe được tin là Quraysh nó tấn công cho lại. Thì Nabi mới nói ngày hôm nay tất cả những ai mà đã từng tham chiến chịu hút ngày hôm qua họ mới được phép đi tham chiến ngày hôm nay. Tức là Nabi không lấy hết tất cả những người khác, mà Nabi chỉ lấy dọn dẹn những người nào đã từng tham chiến ngày hôm qua mà thôi. Đó chọn hút. Lúc này nhóm người Munafik nó đến xin đi, và Nabi đã đuổi không chấp nhận cái sự đầu quân của họ. Và Nabi chỉ nhận mỗi những người Muslimin thật thụ tin vào Allah Subhanahu wa Ta'ala mà thôi. Thì đi đến một cái nơi được gọi là Hamratun Asad. Cái nơi đó đó, cái vành đai của nó nằm ở ngoài Madina, nó có cái vành đai mà các dịch là cái vành đai lửa. Tức là đó, cái khu vực đó đá nó nóng giống như là lửa vậy. Nó luôn có cái sự nóng hơn những khu vực khác, nó có một cái đường chảy dài. Để cái vành đai lửa nó bao quanh cái Madina, nó cách Madina khoảng cỡ 13 km. Thì lúc này phía bên Kufat Quraysh á, khi mà nó đi được khoảng chừng 130 km thì lúc này nó mới dừng chân lại. Lúc sau khi mà nó nói rằng nó đã thắng ở chỗ hết thì nước quân cho về. Thì Abu Sufyan khi mà đi được khoảng đó thì cái khoảng đó km thì ông ta mới dừng lại, ông ta mới nói tại sao mình lại bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này chúng ta tấn công trong lợi dụng lúc mà phe của Muslim nó yếu, thì chúng ta tấn công vào Madina tiêu diệt hết bọn họ. Đây là cơ hội hiếm có của chúng ta. Tại vì chúng ta không chịu tấn công thì họ bắt đầu có ý định quay trở lại. Thì khi họ có ý định quay trở lại thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới gửi một người. Nabi gửi một người đi đến với họ. Người đó tên là Ma'bad bin Nabi Ma'bad al-Khuzai. Các ông ta, ông là một người mới vào Islam, thì Nabi gửi cái người này đi đến gặp Quraysh. Nói lời lẽ là hăm dọa của Quraysh. Nabi nói nhắn lại với này gì, ngươi hãy đi đến đó nói với Abu Sufyan rằng á, những người Muslimin họ đã chuẩn bị chờ đón các người quay trở lại để mà ứng chiến. Họ đã chuẩn bị với số lượng quân ta chưa từng thấy đông như thế. Đây là cái lời không phải là sự thật gì, Nabi nói để mà kích động làm cho họ sợ. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala cho họ sợ. Cả Abu Sufyan và những người đoàn quân lính đều có cảm giác sợ, không muốn tấn công trở lại Madina. Tại vì khi nghe được là Nabi đã có sự chuẩn bị kịp thời và họ đã có một cái sự tiếp ứng chờ họ đến để mà trả thù. Thì lúc này làm cho họ sợ, họ không dám tấn công. Đa số quân họ muốn quay trở về Mecca. Thì Abu Sufyan ông ta cũng nhắn trở lại một người khác, bảo là đi đến Nabi, gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam mà nói hãy nói với Muhammad ta đã đến đây với một lực lượng đông hơn trước đây, và ta sẽ tiêu diệt sạch tất cả những Muslimin, nhổ tận gốc các ngươi, không cho các ngươi một cơ hội để mà sống. Cái lời hù dọa đó không làm cho Nabi cũng như những người Muslimin hoảng sợ, trong khi trên người họ hầu như là ai cũng có bị thương tích trên người. Lúc này để mà cầm cự, để mà chống lại người quân địch thôi là một điều đã khó rồi, chứ đừng nói chi mà phải sắp lá cà đánh thêm lần thứ hai. Nhưng họ vẫn không sợ, tại vì cái iman làm cho họ có đức tin vững hơn. Thì cái điều đó được Allah Subhanahu wa Ta'ala đã khen ngợi cái điều đó. Tất cả họ đều nói hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
Thì đây là cái câu nói cửa miệng của chúng ta nên thuộc lòng nó và hãy nên tập làm quen dần khi chúng ta nghe một cái điều gì đó làm chúng ta hoảng sợ. Khi chúng ta gặp một điều mà làm chúng ta sợ hãi hay làm chúng ta cảm thấy bất an á, thì chúng ta hãy liền nói cái câu nói này: Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel, giống như những gì Sahaba đã nói. Tất cả Sahaba đều nói cái câu nói này khi mà họ nghe được tin là Kufar Quraysh chuẩn bị một lực lượng đông để mà tấn công, nhưng mà chúng sự là tin giả thôi. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala nói, Allah miêu tả về trong Quran là khi mà họ nói điều đó thì Allah Subhanahu wa ta'ala bảo vệ họ. Allah bảo vệ họ tránh khỏi tất cả những cái sự chiều xấu hay là những cái điều làm cho họ bất an. Allah trấn an làm cho họ an tâm. Và Nabi đã ở lại tại cái khu vực Hamra Asad đó, đó khoảng thời gian vài đêm. Sau đó Nabi cùng với mọi người quay trở về Madina. Thì quay trở về thì Allah Subhanahu wa ta'ala đã thiên khải xuống cái câu kinh khen ngợi về cái lòng dũng cảm của người Muslimin. Tuy đã bị thương tật, thương tích sau một trận chiến Uhud, nhưng họ vẫn có cái sự can đảm và gan dạ khi ứng chiến với kẻ thù. Thì khúc này quay trở về Madina. Thì lúc này mọi người mới bàn tán xôn xao với nhau. Những người Muslimin họ tỏ ra là không hài lòng về cái sự thất bại của mình. Thì họ nói, tại sao chúng ta phải bị thất bại như vậy, trong khi trong chúng ta có thiên sứ của Allah mà. Tại sao phải lại bị một cái thất bại thảm hại như thế này? Thì cái điều đó Allah Subhanahu wa ta'ala thiên khải xuống, Allah ta'ala phán: In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Các ngươi than rằng mình bị thương đau đớn thì kẻ thù chúng cũng bị thương tật giống như các ngươi. Thì kẻ thù nó cũng bị đau đớn giống như chúng ta, giống như họ bị thất bại và đau đớn, nó đau đó ở trận Badr trước đó. Các ngươi bị đau đớn, bị thương tích thì họ cũng đã bị đau đớn và thương tích giống như các ngươi vậy. Nhưng khác một điều là các ngươi có cái hy vọng nơi Allah Subhanahu wa ta'ala, đó là thiên đàng, còn họ không có cái gì để mà họ hy vọng. Đó là điều khác giữa những người Muslim và những người kafir. Họ đấu tranh vì Allah và được mong ước được cái thiên đàng của Ngài, còn họ những người khác họ đấu tranh không có gì mục đích nào rõ ràng cả, không có cái mục tiêu để mà họ xả mình. Cho nên đó là điều khác giữa người Muslim và những người không phải Muslim mà Allah Subhanahu wa ta'ala khen ngợi. Điều thứ hai, Allah Subhanahu wa ta'ala nói về cái nguyên nhân thất bại. Allah nói về cái nguyên nhân tại sao người Muslim thất bại ở trận Uhud trong khi chúng ta ban đầu đã chiến thắng. Allah phán về trong Quran: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Là Allah đã giữ đúng lời hứa của Ngài với những người Muslimin, đã ban cho họ chiến thắng ở khi ngay lần đầu đánh. Khi mà vừa sắp lá cà đánh thì người Muslimin hoàn toàn chiến thắng, đánh úp được người Kafir và họ đã bỏ chạy. Allah đã hứa ban chiến thắng cho người Muslim và đã chiến thắng. Còn cái nguyên nhân thất bại là tại sao? Thì chúng ta nghe cái nguyên nhân Allah Ta'ala kể: Hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Cái nguyên nhân thất bại là tại vì các ngươi bất tuân lệnh của thiên sứ. Các ngươi đã dám rời khỏi vị trí mà thiên sứ chưa cho phép các ngươi rời khỏi. Đó là Nabi ra lệnh cho 50 người giữ trên núi Ruma, không được phép rời khỏi vị trí cho dù bên dưới có chết hay là bên dưới có thắng, cho đến khi nào có lệnh của Nabi mới được phép xuống. Nhưng mà các ngươi đã bỏ đi, đã cãi lời cái lệnh đó và đã bỏ đi xuống. 40 người đã đi xuống, làm cho 10 người trên đó họ đã hy sinh. 50 người ở trên đó nhưng mà 40 người đã cãi lệnh đi xuống, còn lại có 10 người trên đó thôi. Và 10 người trên đó họ đã hy sinh. Allah Ta'ala gì? Trong các ngươi có những người đam mê cuộc sống trần gian, đó là những người 40 người bỏ trên cái vị trí của mình đi xuống, đó là những người họ yêu thích cuộc sống trần gian. Và trong các ngươi có những người họ muốn ở ngày sau, đó là 10 người ở lại và họ đã bị giết. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala đã khen ngợi về hai cái, Allah đã khen ngợi cái nhóm người đã ở lại. Còn cái nhóm người mà họ đã bất tuân Allah, bất tuân Rasul, họ đi xuống, họ sẽ bị Allah trừng trị như thế nào? Thì Allah ta'ala phán rằng Ngài tha thứ cho họ. Subhanallah. Allah rộng lượng, Allah nhân từ và Allah quảng đại đã tha thứ cái lỗi lầm rất là nghiêm trọng. Thiên sứ gần như bị giết chết, thương tích đầy người, nhưng Allah vẫn thương xót cái nhóm người mà họ lỡ phạm sai lầm, đó là nghịch lời thiên sứ, và Allah đã tha thứ cho họ. Và chẳng những Allah tha thứ, và Allah còn bảo thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam hãy tha thứ cho họ, hãy cầu xin Allah tha thứ cho họ, hãy bỏ qua cho cái lầm sai lầm đó của họ và hãy cầu xin Allah tha thứ cho họ. Allah rất quảng đại và rất
thương cái đám nô lệ của Ngài. Mặc dù họ có lỗi lầm, thì chúng ta, những người Muslimin, lấy đó là cái bài học cho chúng ta, đó là chúng ta đừng bao giờ cãi lệnh của Thiên Sứ, cho dù đó là điều gì. Ai cãi lệnh của Thiên Sứ, người đó sẽ gặp phải một sự trừng phạt, đó là ở trần gian trước khi cái sự trừng phạt của Ngài sao. Đây là cái bài học đáng giá cho những người Muslimin. Và kể cả chúng ta thấy là gì, cái nhóm người mà họ nghịch lại Thiên Sứ đó, trong khi trong đó có Thiên Sứ nhưng vẫn bị thất bại, thì cái nguyên nhân chính không phải là ở Thiên Sứ mà do cái đám người đó. Thì chúng ta đừng có tưởng khi trong chúng ta là những người ngoan đạo mà cả nhóm chúng ta vẫn bị một cái nạn nào đó, thì chúng ta hãy biết rằng trong đó có một người hay là một số người họ đã làm điều làm Allah phẫn nộ, cho nên Allah giáng hình phạt xuống làm cho tất cả đều bị, trong khi trong số họ vẫn có những người ngoan đạo. Cũng giống như câu chuyện của Nabi, giống như trong thời của Nabi Musa alayhi salam. Khi Nabi Musa cầu xin Allah, lại Allah cầu xin Ngài ban cho mưa, thì Nabi Musa cầu xin mưa, nhưng chúng ta biết nếu như Nabi chỉ cần họ giơ tay cầu xin là Allah cho. Nhưng Nabi Musa cầu xin Allah nhưng Allah không cho mưa. Thì Nabi Musa mới hỏi Allah lại Allah, tại sao bị tôi cầu xin Ngài mưa mà Ngài không cho bị tôi mưa? Thì Allah mới nói, trong số trong cái đám dân của nhà ngươi có một người, có một người thôi, y đã làm chuyện đại đàm có tội với ta, cho nên ta không cho mưa. Cả một nhóm người, trong đó có Nabi Musa alayhi salam, đã giơ tay cầu xin Allah cho mưa, nhưng Allah bảo rằng gì, trong ngươi, trong nhóm nhà ngươi có một người y đã làm nghịch lại với ta, cho nên ta không cho mưa. Thì Nabi Musa mới nói với dân của mình, mà nói này, hỡi dân ta, ta cầu xin Allah mưa và Allah bảo rằng trong các ngươi có một người đã làm tội với Allah cho nên Allah không cho mưa, thì cái kẻ đó hãy sám hối với Allah đi. Thì một lát sau Allah cho mưa. Thì Nabi Musa mới hỏi, chứ tại sao Ngài lại cho mưa? Thì Allah ta nói, cái tên đó y đã sám hối. Thì Nabi Musa hỏi, chứ người đó là ai? Thì Allah không bảo, Allah không cho biết người đó là ai. Thì khi mà chúng ta sống một tập thể, khi chúng sống một tập thể, nếu như trong một cái nhóm người, trong một người hay hai người trong nhóm tập thể đó mà làm nhiều điều nghịch lại Allah đó, thì cả nhóm sẽ bị trừng phạt. Mặc dù những người còn lại không vô can, hoặc là những người còn lại tốt hơn. Cho nên Islam một cộng đồng đoàn kết và thống nhất, chúng ta không thể chỉ có làm tốt cho bản thân mình mà chúng ta bỏ mặc những người khác, họ muốn sống sao ra sống là không. Khi chúng ta thấy người nào không hành lễ Salah, hoặc chúng ta thấy người nào làm điều haram, thì chúng ta hãy khuyên họ và bảo họ dừng, hoặc là gì, động viên kêu họ hành lễ Salah. Nếu như không á, nếu như chúng ta không làm cái hành động đó đó, thì coi chừng Allah sẽ giáng hình phạt xuống mà cả tập thể phải chịu gánh cái hậu quả. Và Nabi, và cái bài học của chuyện Uhud, đó là cái bài học điển hình, đó là cái tấm gương và cái bài học quý giá nhất để chúng ta lấy đó mà làm gương mà sợ hãi. Rồi, thì lúc này đó, cái tên Abdullah bin Ubay, y là một cái tên đầu đảng của nhóm Munafiq, y mới nói, phải chi đó, những người anh em của mình nó chịu nghe lời mình, tức là nói những người mà đã hy sinh đó, phải chi bọn họ nghe lời mình ở lại với mình đi, đâu có bị chết, đi làm chi cho bị chết như vậy. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới phán thiên kinh xuống, Ngài nói với tên đầu đảng đó, nói nếu các ngươi nói thật á, thì các ngươi hãy bảo vệ cho mình tránh khỏi cái chết đi. Nếu như các ngươi nói rằng các ngươi không, nếu như mà nhóm người mà đã hy sinh ở lại với các ngươi thì họ sẽ được sống bình an đó, thì bây giờ này ngươi có giỏi đó, ngươi hãy xua đuổi cái chết khi nó đến bắt ngươi đi, nếu ngươi nói thật cái điều đó. Thì con người chúng ta không thể nào tránh được cái chết. Và đây là cái điều Allah ta'ala muốn quở trách cái tên đầu đạn đó. Sau một thời gian, có những người đàn ông thuộc hai bộ lạc Abdul Waqar, họ đến Madinah gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam và họ nói, dân của chúng tôi muốn biết đến Islam, và chúng tôi muốn thiên sứ gửi một nhóm người đến đó để dạy chúng tôi về Islam và Quran. Thì Nabi nghe được cái điều đó, Nabi mừng rằng có một nhóm người nào ở cái nơi đó. Như cái lời người đó nói, Nabi mừng, thì Nabi gửi đi 10 người. 10 người đó là 10 người được Nabi lựa chọn trong số những người thuộc lòng Quran và những người chuyên hành đạo với người đức ngoan đạo. Thì gửi họ đi, nhưng mà khi đến cái nơi đó gọi là Roche, thì họ đã bị gạt. Những người đó họ đến là mục đích muốn tiêu diệt, muốn lên kế hoạch để biết Islam.
Thì 10 người đó, 10 người đó đó, 10 người Sa-bạch được gửi đi thì họ đã bị bao vây và họ bị giết. Giết hết 8 người trong số 10 người, còn lại 2 người là ông Khabib bin Udi và ông Zayd bin Adasin. Hai người đó bị bắt đem đi Mecca và bán cho dân Mecca. Và họ hai người đó đã bị đánh đập và bị hành hạ. Và ông Khubeb á, ông ta đã được Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho ông ta ăn nho vào cái thời điểm tại Mecca không có trái cây. Và một buổi trưa. Và cho đến ngày ông ta bị tử hình, ngày ông ta bị xử án đó, tại vì hai người đàn ông này nè, hai người đàn ông bị bắt á, họ là người đã tham chiến ở trận Badr và đã giết chết những người dân Mecca ở trận Badr đó. Cho nên khi mà đem ra Mecca bán thì con cháu của những người bị ông ta giết á đã mua ông ta. Đã mua cái ông Khubeb này là về. Và trước khi tử hình ông ta thì ông Khubeb này đã xin họ cho ông ta hành lễ Salat Harat. Đã lấy là điều đầu, đây là người Muslim đầu tiên có cái sự xin này. Và họ được, họ đã cho phép ông ta hành lễ Salat và ông ta đã hành lễ nhanh Harat. Sau đó ông ta chờ để mà tử hình. Thì Abu Sufyan mới nói: "Này Khubeb, mày có muốn không? Hay là mày có đồng ý là ngay giờ phút này nè, mày được ở cùng với gia đình của mày vui vẻ, còn Muhammad nó sẽ ở vị trí của mày để chúng tao chặt đầu nó. Mày có muốn nghe cái điều đó không?" Thì chúng ta hãy nghe cái câu trả lời của một vị Sahaba đầy niềm tin iman và Allah Subhanahu wa ta'ala. Giờ ngay cái giây phút là gì? Cái chết ngay trước mặt của ông ta. Ông ta nói: "Tôi xin thề với Allah, hiện tại giờ đây nè, tôi đang ở vị trí sắp chết thế này. Tôi không muốn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đang ở gần, đang ở cùng gia đình của người mà bị phải một cây gai đâm trúng người nữa kìa. Tôi không muốn người bị một cây gai đâm trúng nữa kìa, vì nó chi người ở vị trí cái tôi hiện tại thế này. Các người muốn giết cứ giết." Và ông ta đã bị chặt đầu. Và cái người bạn của ông ta cũng bị tương tự như thế, bị giết chết do cái những người con của những người họ ông ta đã giết ở Badr. Và cả hai đều bị xử tử và tổng cộng 10 người Sahabah được gửi đi đều bị giết chết hết. Thì điều này làm cho Nabi buồn. Thì cũng ngay trong cái tháng đó, có một nhóm khác nó đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nó nói, thì cái người đàn ông đó nó gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông tên là Abu Barra Amir bin Malik. Ông ta mới nói: "Thưa đường sứ, chúng tôi ở Ghatafan á, muốn thiên sứ gửi đến chúng tôi đó một nhóm người để mà kêu gọi họ vô Islam." Thì Nabi cũng giống như lần trước mừng, và Nabi đã gửi đi lần này số lượng đông hơn là 70 người. 70 quân, 70 người là họ là những người thuộc lòng thiên kinh Quran và những người biết được, biết rõ về giáo lý Islam. Thì khi đi đến nơi đó, gặp ông Amir bin Tufail, ông đó là kẻ thù của Islam. Thì lúc này họ cầm cái quyển sách của Nabi, là bức thư của Nabi để mà kêu gọi mọi người dân chúng vô Islam á. Thì trong lúc một người Sahaba ông tên là Haram bin Milhan, ông ta đang đọc cái bức thư của Nabi gửi đến cho dân chúng ở đó, thì cái ông Amir Tufail ông ta đã cử người đi phía lòn phía sau, cầm cây giáo đâm lén ở sau lưng, đâm chỗ ngực ông Haram, và ông ta đã gục xuống. Khi mà gục xuống, ông ta đã lấy máu của mình, ông ta chay lên mặt mình, ông ta nói: "Xin thề với Allah ta đã chiến thắng rồi." Subhanallah. Ông nói gì? "Xin thề với Allah về tôi đã chiến thắng rồi. Tiếc là thắng đây không phải là ông ta mừng ông ta được chết, mà ông ta thắng đây ông thắng được vô thiên đàng. Cái điều mà ông ta muốn đó là thiên đàng, và nay ông ta đã chiến thắng được cái điều đó." Thì lần lượt 70 người kia đều bị giết sạch. Thì hai nhóm người bị được Nabi gửi đi, cả hai nhóm đều bị giết trong cùng một tháng, làm cho Nabi đau lòng, cái sự đau lòng của Nabi nó tăng lên nhiều hơn. Cho nên Nabi đã hành lễ Salat Kunut kể từ hôm đó, kéo dài một tháng trời. Thì cái Salat Kunut á, chúng ta thấy là cứ hành lễ Salat Fajr ở Masjid á, là chúng thấy có những người sau khi Semen hành lễ Salat Arat thứ hai, sau đó họ hành lễ Salat Kunut. Thì cái Kunut này đó, nó không có sai. Tại vì Nabi đã từng làm Salat Kunut và Fajr, là đây là các nguyên nhân Nabi đã hành lễ Salat Kunut. Và Nabi đã hành lễ Salat Kunut một tháng liên tục, tức là 30 ngày liên tiếp. Nabi cầu xin cho hai nhóm người là gồm 80 người đã bị giết chết trong hai lần gửi đi. Thì Nabi đã cầu xin cho họ tha thứ. Cho đến khi được 30 ngày thì Allah Subhanahu wa ta'ala thiên khải xuống bảo Nabi, Nabi Allah nói: "Ta đã hài lòng vì cái nhóm người họ đã hy sinh đó rồi, và họ cũng đã hài lòng vì những gì ta ban cho họ rồi. Không cần ngươi hãy cầu xin cho họ nữa."
Thì lúc này Nabi mới ngừng hành lễ Salat Kunut kể từ hôm đó. Cho đến cuối cuộc đời cái Nabi, Nabi không còn hành lễ Salat Kunut cho mọi người. Tại vì đó là nguyên nhân khi mà cái Salat Kunut á, nó không có phải là sai ở Salat Fajr. Nếu chúng ta có chuyện khó khăn hay chúng ta có chuyện nào đó làm cho chúng ta buồn là, thì chúng ta hãy Salat Kunut. Còn nếu như không có thì chúng ta hãy không nên làm. Nhưng mà Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ông ta đã bảo Salat Kunut là có trong Salat Fajr. Còn những cái gì Imam khác như là Abu Hanifa, Malik với Ahmad bin Hanbal là nói không. Chỉ có khi nào có nguyên nhân chính đáng đau buồn gì đó thì chúng ta hãy lễ Salat Kunut cầu xin cho cái sự đau buồn đó qua khỏi. Còn khi mà không còn chuyện nữa thì chúng ta không cần phải đến Salat Kunut đó. Nhưng mà ai muốn làm thì Shafi'i thì được, và không thì theo cái đây đa số là mẹ. Chúng ta trở về Madinah. Thì trong nhóm người Madinah có hai người thuộc Bani Kilab, thuộc dòng họ Kilab, họ bị giết chết, bị người Do Thái giết chết. Thì theo cái thỏa thuận với người Muslim, với người Ca, với người Do Thái đó, nếu như mà lỡ giết phe bên kia đó thì buộc phải bồi thường. Thì Nabi cùng với một nhóm Sahabat của Nabi đi đến gặp cái người Do Thái thuộc dòng tộc Nudair ở Madinah để mà đòi lại cái tiền chuộc mà như cái giao ước trước đây. Thì khi đến nơi á thì bọn Do Thái nó mới nói được rồi, các người gì mời Nabi đi vô ngồi sát bức tường, cái gì chứ nó chỉ chỗ cho Nabi ngồi đó. Thì Nabi ngồi sát bức tường với những người ngồi xung quanh. Nó nói Nabi ngồi chờ đó đi, chúng tôi sẽ giúp giải quyết những cái mưu cầu, cái những yêu cầu của Nabi. Nhưng nó lại muốn giết Nabi, nó muốn ám sát Nabi ngay lúc này. Khi mà nó trở về trong nhóm nó thì nó nói ai trong các ngươi dám lấy cái cối đá này nè lên trên bức tường trên cao đó, Muhammad đang ngồi bên dưới, buông xuống giết chết nó ngay lúc này. Đây là cơ hội chúng ta gì có được ngay lúc này. Thì một người đàn ông tên là Amr bin Jihash, ông ta đã nhận lời và đã khiêng cái cối. Nhưng khi mà chưa được lên trên đó, thì Jibril alayhi salam đã xuống báo cho Nabi về các âm mưu của người Do Thái. Thì Nabi lập tức đứng dậy đi về. Lập tức Nabi đứng dậy đi về là xoa bạch kéo về theo. Khi về đến Madinah, Nabi báo cho biết về các âm mưu của người Do Thái và họ đã hủy hiệp ước. Như chúng ta đã biết rồi, Do Thái không về giữ lời của nó. Nó hứa chỉ là hứa, còn nó làm là một cái lẽ khác. Và Nabi nói kể từ ngày hôm nay đây, chúng ta với dòng họ Nudair không còn hiệp ước hay giao ước gì nữa. Họ không được quyền ở cùng với chúng ta Madinah này. Thì Nabi ra lệnh phát quân tấn công họ. Thì khi đến trước khi tấn công, Nabi đã gửi một vị sahaba tên là Muhammad bin Maslama đi đến báo cho họ, nói là các ngươi đó đã không còn hiệp ước với Nabi sallallahu alaihi wasallam nữa. Nabi cho các ngươi thời hạn là 10 ngày. Các ngươi phải rời khỏi Madinah. Nếu như đúng 10 ngày mà các ngươi chưa đi thì gặp ai sẽ giết người đó. Số lượng họ lúc này họ ít hơn bên Islam chúng ta. Thì họ lúc này họ sợ. Thì họ bắt đầu chuẩn bị cuốn gói đi. Nhưng cái tên Abdullah bin Ubay bin Salul, nó một cái tên đầu đảng của người Munafik á, nó đến nó mới nói. Nó nói các người sợ gì Muhammad? Cái tên này Munafik nó bên Nabi, nó thể hiện là người Muslim theo Nabi, nhưng sau lưng nó lại chăm chọc người khác đánh Nabi. Thì nó lại nó nói với các người Do Thái và dòng họ người đây, nó nói các người làm gì phải đi, sợ gì Muhammad? Ta hiện tại bây giờ ta có trong ta 1000 quân nè. Dưới mà cái bộ tộc Ghatafan á cũng đồng ý theo ta, thì các ngươi đừng có sợ, hãy mặc cho Muhammad muốn làm gì nó làm đi. Nếu như nó tấn công các ngươi, bọn ta sẽ tiếp tay các ngươi đánh lại Muhammad, ta cũng sẽ tiếp tay các ngươi. Thì cái lời hứa của tên Abdullah bin Ubay làm cho cái dòng họ Nudair nó không muốn đi. Và nó đáp cho lại ông Muhammad bin Maslam, nó nói các ngươi về nói với Muhammad, bọn ta không bao giờ rời khỏi vị trí nào, không gì rời khỏi quê hương của ta. Muhammad muốn làm gì đó thì làm. Thì lúc này Nabi phát binh, Nabi ra lệnh bao vây họ. Khi mà Nabi bao vây họ đó, thì cái tên Abdullah bin Ubay đó, giống như cái bộ lạc Ghatafan, họ đã khước tình, họ đã thất lời hứa, họ không dám tấn công, họ không dám tiếp tay. Và tên Abdullah bin Ubay nó đã biến mất mất tiêu, nó đã trốn mất không còn thấy mặt nó. Thì cái nhóm dòng họ người đây của Do Thái đã bị bao vây bởi Nabi, nhưng mà nó có lợi thế là nó được bao vây xung quanh, nó là một cái giường chà là, cho nên tấn công bắn tên vào không được, và nó núp trong những cái cây đó, nó bắn tên ngược trở lại là nó có lợi thế hơn. Thì lúc này Allah subhanahu wa ta'ala
Thiên Khải bảo Nabi hãy chặt phá và đốt sạch cái giường trà là của bọn họ. Thì Nabi ra lệnh mọi người chặt phá và đốt cái giường trà là. Sau khi đốt được giường trà là thì làm cho họ không còn cái nơi nương náu, cho nên họ buông tay đầu hàng. Thì thời gian bao giây họ là 6 ngày và có sử ghi là 15 ngày. Thì họ bắt đầu buông tay đầu hàng. Thì Nabi mới nói: các ngươi không có được phép ở lại trong Madina này cùng với ta. Các ngươi phải rời khỏi Madina. Và các ngươi được quyền đem đi bất cứ gì các ngươi có thể đem ngoại trừ vũ khí. Thì họ đã đem đi hết tất cả những gì có thể đem đi. Nhà của họ, họ đập bỏ, họ lấy đi như kể là những cái cửa lớn, những cái cửa sổ và những cái vách. Họ để lưng của lạc đà mà họ kéo đi, tất cả bọn họ đều rời khỏi Madina. Và họ đã đi đến Khôi Bệt. Nhóm một nhóm đa số họ Khôi Bệt và một nhóm khác họ đã đi đến Qua Sam và ở. Thì sau này ở trận Khôi Bệt đó nó sẽ xảy ra một trận chiến với Nabi nữa. Thì chúng ta sẽ biết đến trận Khôi Bệt này, chúng ta hay nhớ dòng họ Nudet này nó đã kéo đi đến Khôi Bệt và nó ở đó. Thì thời gian sau này nè, giữa chúng ta với người Do Thái thêm một trận chiến nữa tại trận Khôi Bệt với cái bộ tộc này nè, bộ tộc Nudet này nè. Thì lúc này Nabi sallallahu alaihi wasallam trở về Madina trong sự chiến thắng của Islam. Và Nabi nghe được một cái nguồn tin rằng ở bên xứ Sam nó có một cái xóm được gọi là Duma Al-Jaddan. Cái xóm đó nó đã tập trung một cái lực lượng quân lớn, nó tấn công vậy, nó muốn tấn công Islam, nó muốn tiêu diệt Nabi. Thì Nabi nghe được cái nguồn tin đó thì Nabi đã tập trung 1.000 quân. Nabi tập trung 1.000 quân, Nabi đã tấn công đi đến đó. Nhưng mà khi mà Nabi đi thì Nabi đi vô trong đêm, ban ngày thì Nabi ngưng nghỉ, Nabi muốn tấn công một cách bất ngờ. Thì nhưng khi Nabi đến nơi thì bọn họ đã phân tán chạy trốn hết. Họ đã không có dám xuất hiện do sợ Nabi sallallahu alaihi wasallam, và sau đó Nabi trở về trong sự chiến thắng. Và chúng ta còn nhớ ở trận Uhud đó, là Abu Sufyan, ông ta đã hứa rằng là sẽ vào năm sau sẽ tấn công, có cuộc điểm hẹn ở Badr để mà đánh nhau với người Muslim. Thì đúng hẹn một năm, Nabi sallallahu alaihi wasallam chuẩn bị bưng quân để mà xuất binh vào tháng Sha'ban. Dưới 1.500 quân Nabi xuất binh và 10 con ngựa. Thì Nabi đã đi đến Badr, Nabi ở đó chờ Abu Sufyan để mà ứng chiến với nó như cái lời hứa của một năm trước. Còn phe Abu Sufyan, ông ta cũng đã tấn công gồm 2.000 quân và 50 con ngựa. Nhưng mà khi đi gần đến Badr thì ông ta dừng lại. Tại vì quân 2.000 quân đó họ vốn không muốn xuất binh. Và kể cả Abu Sufyan vốn ông ta cũng không muốn đi. Nhưng vì cái lời hứa đã hứa thì ông ta đã đi. Khi đến gần đó thì ông ta dừng lại, ông ta mới nói với mọi người ông ta đang tìm cách để mà quay trở về. Thì ông ta mới nói chứ: này hỏi mọi người, năm nay là năm hạn hán, không phù hợp cho chúng ta đánh nhau với Muhammad. Nếu như năm nay là năm chúng ta được mùa đó, là chúng ta đã có thức ăn và có sữa uống rồi, thì chúng ta sẽ có đủ sức hơn để mà đấu với Muhammad. Nhưng đây là tháng, nên năm nay là năm bị hạn hán, chúng ta bị mất mùa nên chúng ta không đủ sức khỏe. Thôi bây giờ chúng ta hãy về đi, để lần sau chúng ta sẽ tấn công. Thì họ đã quay trở về. Nhưng họ đã sợ trước khi họ tấn công rồi. Tại vì nếu mà năm đó là năm hạn hán, không phải chỉ có họ bị mất mùa mà bên người Muslim họ cũng bị mất mùa tương tự. Trong khi họ lực lượng hơn chúng ta tới 500 quân và ngựa họ hơn chúng ta tới 40 con ngựa chiến. Nhưng mà vì họ vốn đã sợ không dám tấn công nên họ đã rút quân. Và Nabi đã lại bất đợt 8 ngày 8 đêm, làm cho toàn bản đảo Ả Rập nghe đến tên của Nabi sallallahu alaihi wasallam và quân Islam, họ không hề sợ hãi kẻ thù, làm cho họ càng ngày càng sợ với Islam nhiều hơn khi nghe đến tên của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi đã ở lại đó 8 ngày 8 đêm, sau đó Nabi quay trở về bằng cái sự chiến thắng. Chiến thắng này là không phải chúng ta thắng họ bằng cái đánh trận của chúng ta, chiến thắng họ bằng cái lòng tin làm cho họ khiếp sợ không dám đối mặt với chúng ta. Và trong một cái lần khác nữa, cũng thời gian gần sau đó, Nabi nghe được một nhóm người dự định tấn công Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi tập trung 400 quân hay là 700 quân á đi tấn công cái nhóm người đó, là nhóm người nó đi cướp bóc á, tức là cái nhóm người nó không có một vị trí cố định ở ngoài sa mạc. Nó ở một nơi này một vài bữa, nó kia một nơi vài bữa, và nó sẽ tấn công vào làng mạc để nó cướp bóc. Thì Nabi đã ra lệnh đi tấn công cái nhóm người khi mà nghe nó tập trung ở Ghatafan. Thì Nabi ra lệnh tấn công cái nhóm người đó. Nhưng cái trận chiến đó là trận chiến rất là gian nan. Là những người Muslim họ đi không có dép đi và không có giày đi.
họ phải lấy vải quần áo mặc trên người của mình đó, họ quấn xuống chân và họ đi, họ đạp gai, và hầu như cả đoàn quân đều bị gớm máu. Tại vì đi băng ngang núi và đi trên sa mạc, những cây gai, những cái đá làm cho chân của họ đều chảy máu, và hầu như không có ai tránh được cái việc mà bị chảy máu bằng chân cả. Và cái trận chiến được gọi là Zatun Rokor. Nhưng khi đến nơi, tất cả mọi người đã trốn, không có ai dám đối diện với Nabi cả, họ đều chạy mất. Thì Nabi đã quay trở về. Thì trên đường trở về Madina đó, thì đến bóng cây, đến một cái chỗ bóng cây mát, thì mọi người đã cho Nabi ngồi nghỉ ngơi dưới cái bóng cây đó. Còn những người khác thì họ đã đi tìm cái nơi khác rồi, họ nghỉ ngơi vào buổi trưa. Thì Nabi đang nằm ngủ một mình á, không có người canh gác gì cả. Thì có một người đa thần, nó đã lén đến, nó đã chụp lấy kiếm của Nabi đang treo trên cái cây đó, và nó tuốt kiếm khỏi vỏ và nó kê vào cổ của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi thức dậy. Thì Nabi ngồi dậy, nó nói: "Này Muhammad, giờ đây nè, ai sẽ đứng ra bảo vệ nhà ngươi tránh khỏi cái kiếm này của ta?" Tức nó nói rằng gì? Chỉ cần nó giơ lên, nó chém xuống là coi như là kết thúc mọi chuyện. Tại Nabi lúc này Nabi đang ngồi, và trên tay nó cầm cái kiếm của Nabi, và nó đã kê vào cổ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, và nó chỉ cần nó chém là coi như mọi chuyện kết thúc. Nó ai sẽ bảo vệ nhà ngươi đây hả lúc này Muhammad? Thì Nabi rất là bình tĩnh. Nabi không có sợ hãi trước cái sự hù dọ đó. Nabi mới nói: "Allah." Nabi nói Allah, tức là Allah sẽ bảo vệ ta tránh khỏi người, ta không có sợ. Thì khi Nabi nói Allah thì làm cho cái tên đó nó rung, và tay nó rung và nó rơi kiếm. Thì Nabi chụp kiếm và Nabi để lên cổ nó lại. Nabi nói: "Vậy chứ giờ đây ai bảo vệ người tránh khỏi cái kiếm của ta?" Thì nó mới nói: "Này Muhammad, vì cái sự rộng lượng và sự chịu đựng của ông, hãy cư xử là một người tốt hơn đi." Nó kêu Nabi hãy cư xử là một người tốt hơn đi. Thì lúc này Sahabat họ mới kéo đến. Thì Umar, ông ta rất là giận. Ông ta nói: "Thưa Rasulullah, hãy cho phép tôi chém đầu cái tên này." Và Nabi đã không cho phép. Và Nabi mới gọi ông ta vô Islam, và ông ta không đồng ý. Ông ta không đồng ý vào Islam, và ông ta thề, ông ta nói: "Kể từ nay trở đi, ông ta sẽ không bao giờ tấn công Nabi lần nào nữa, cho đến ngày ông ta chết." Và Nabi đã đồng ý thả ông ta đi về. Khi ông ta về tới cái đồng bào của mình, ông ta nói: "Này hỡi mọi người, tôi đã trở về với các người từ một người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Một người đàn ông tốt nhất trong thiên hạ này đã tha thứ cái mạng trong khi tôi muốn giết nó." Thì chúng ta thấy Allah Ta'ala rỡi Nabi xuống, đó là một cái sự hồng ân dành cho nhân loại. Nabi không có muốn cái sự tư tờ hay một cái lòng thù hận riêng tư để mà trả thù cho một ai cả. Nabi giết người nào đó là cái tên đáng bị giết, và đó là cái tên chống đối lại với Allah, chứ không phải là chống đối riêng cho Nabi. Về cá nhân á, Nabi không có cái thù hận người nào đó với ai cả. Chỉ có gì cho tôn giáo hay là gì Allah, Nabi mới xử những cái người đó. Thì cũng trong cái trận chiến đó, vào ngay cái đêm đó, Nabi đã cử hai người đàn ông để mà bảo vệ cả đoàn quân. Thì trong đó hai người đó tên là Amr bin Yasir và một người tên là Ubad bin Bushr. Hai người họ đã canh thay phiên nhau, một người giữ tới nửa đêm và một người giữ từ đêm tới sáng. Thì vào buổi đầu á, thì các ông Ubad bin Bushr, ông ta đứng đông canh giữ, thì ông ta đang hành lễ Salah kỳ danh trong đêm á, thì ông ta bị trúng tên. Ông ta trúng tên nhưng mà ông ta không la, và ông ta trúng với cái tên thứ hai, ông ta vẫn tiếp tục hành lễ Salah, và trúng cái tên thứ ba ông ta mới ngã. Thì lúc này các ông Amr Yasir ông ta mới giật tỉnh, thì ông ta nói: "Tại sao anh không kêu tôi, tại sao anh không kêu tôi để mà tiếp anh?" Lúc này là máu trên người ông ta đang chảy. Thì ông Ubab mới nói: "Tại vì tôi đang đọc một chương kinh, và tôi không muốn mình kết thúc ngừng ngang cái chương kinh đó." Và ông ta đã bị ba mũi tên trên người nhưng mà đã cố gắng hành lễ Salah xong, máu vẫn còn chảy. Tại ông ta nói gì: "Tôi đang đọc bộ chương kinh và tôi không muốn cắt ngang đó." Thì trong trận chiến đó chỉ có một người đó là bị thương, và trên đường chúng ta chỉ về bị ám sát bởi kẻ thù vào trong đêm. Và những người Muslimin họ quay trở về Madina một cách bình an với sự bảo vệ của Allah Subhanahu wa Taala. Thì lúc này đó, kẻ thù ít nhiều nó cũng đã nghe đến tên Nabi và đã có sự khiếp sợ đối với Nabi sallallahu alaihi wa sallam, đặc biệt đó là tụi Quraysh ở Makkah đã không dám tấn công Nabi và có sự sợ hãi đối với Nabi và sự e dè khi muốn tấn công Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì đó là cái
Thì sự trận gì hôm nay tuần tới anh sợ là chúng ta sẽ đi tiếp cái trận trận chiến nó mạnh mẽ hơn nữa, đó là trận chiến đào chiến hào. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.